Rồi, hôm nay giới thiệu các bác trong lô âm ly cổ dòng Reserver. Em giới thiệu các bác là hai chiếc âm ly rất là đặc sắc của Sansui. Mặc dù là không nhiều tiền nhưng tiếng nó lại rất hay. Đấy, đây là dòng 661. Về âm sắc của con này thì rất là hay. Đấy, mà nó lại là dòng Reserver các bác nhé. À, các bác nhìn thằng bãi về thích chưa? Lún nút này. Cầu chuyển tạch tạch chứ nhé. Em vặn này là không vấn đề gì đâu các bác nhé. Nhiều bác bảo chứ vặn cái kia thì hỏng mấy lúc. Cái này ấy, những cái hàng bãi này về nhiều khi vặn như này nó còn bay kiểu những cái bụi bẩn nó tiếp xúc ở trong những cái lá đồng. Các bác vặn này nó bay đi khi nó còn sạch tốt. Đây là em làm review để em quay cho các bác xem các cái hàng bãi nó nảy tanh tách. Đấy. Dòng 661 này thì nói chung là nó là một con âm ly cổ hay. Giá em sẽ để theo đề tin có hai con thì giá nó chênh nhau khoảng 200-300 một con đấy các bác nhé. Đấy, 661. Hàng vừa tiền, tính tốt. Vỏ gỗ. Đây các bác nhìn này. Đúng. Em không hiểu sao mà những cái dòng này lại có thể gọi là giá nó hợp lý như thế. Rất nhiều anh em có thể chơi được. Mà cái tầm tiền này thì cái chất âm của nó thì thực sự là vượt tầm tiền luôn. Vượt xa tầm tiền luôn. Đấy. Toàn bộ nó là điện 117V các bác nhé. Nó là hàng xuất Mỹ. Đây này. Em vén tí này các bác nhìn thấy này. Đấy, điện 117V hàng xuất Mỹ. Chất âm con này thì được rất là nhiều anh em đánh giá rồi. Mà không phải anh em người tiêu dùng đâu. Mà anh em thợ luôn đấy. Những anh em thợ hoặc là những anh em chơi rất là lâu năm rồi. Em rất thích chất âm của dòng 661 này. Nó đánh những cái dòng loa Mỹ cũng rất là chất lượng. Các bác nhìn các cái lùm lút của em này. Nó về nó đẹp này mà. Những cái âm ly mà hàng bờ ấy thì nhìn nó dễ hơn là loa. Cho nên anh em đi mua nhớ phân biệt hàng bờ và hàng bãi nhé. Đừng có mua lộn. Đừng có đánh đồng là nó đều là hàng cũ. Đúng là nó đều là hàng cũ, hàng đã qua sử dụng. Nhưng hàng bãi nó sẽ khác, hàng bờ. Hàng bờ nó sẽ khác. Đấy, không đánh đồng được. Cũng có một số bộ phận anh em thì như em biết là cũng thích mua hàng bờ. Bởi vì anh em giải thích rất đơn giản thôi. Mua hàng bờ thì cái thằng trước là mua hàng bãi nó đã. Có bác đến và bác đã nói chuyện với em. Là tức là các bác thích mua hàng bờ bởi vì hàng bờ là những cái thằng trước nó mua hàng bãi. Em xin lỗi các bác nhé. Bởi vì cái anh đấy anh nói luôn là những thằng trước nó mua hàng bãi nó đã bị lỗ cho mình rồi. Đấy, thì đấy cũng là một cái cách nhìn nhận cũng rất là hay. Đấy, và đương nhiên là nó có cái giá của nó rồi. Thì nó sẽ rẻ hơn. Đây em quay chi tiết cho các bác. Hàng bãi nó như này. Đấy. Luật cực kỳ luôn. Con này nó bởi vì nó dòng xuất Mỹ cho nên là tiếng nó đánh đặc biệt. Cái dòng nó Mỹ rất là tốt. Infinity, những cái dòng em kể Infinity, Sharwin, JBL, những cái model nó đánh rất tốt. Đơn cử luôn như dòng Antec là sinh, dòng Fire Series 2 nó đánh cũng rất tốt. Đấy, dòng nó Mỹ cổ này. Đấy, cho nên là các em mà đang có nhu cầu những cái tầm tiền phân khúc khoảng độ trên dưới 8 triệu thì nghiên cứu con này giúp em nhé. Đừng có theo phong trào mà đổ vào 7.825 mã của Pioneer. Em khuyên các bác chân tình đấy. Bây giờ lên 11-12 triệu rồi. Đấy là em khuyên thôi chứ còn bản thân thì nếu có hàng 7.825 mã có khi nhập thì em vẫn phải nhập. Bởi vì bọn em làm thương mại nhiều khi vẫn phải phục vụ các bác. Thậm chí 11-12 triệu rồi vẫn có bác mua. Thì cái đấy thì không gàn được bởi vì cái đấy theo cá tính của mỗi người. Còn nói về chất thì con này để mà nói về cái chất mềm mại em thấy tiếng còn hay hơn, âm sắc thì vô cùng tốt. Bọn này nó chạy xó sắt. Em sẽ là nếu còn mà thời gian cho phép thì em sẽ tới đây em sẽ làm cái review test nhạc cho các bạn nghe con này. Các bạn nhé. Đấy. Test nhạc cho các bác. Lô này em dòng Reserver cổ rất nhiều. Em sẽ test cho các bác từ từ. Em sẽ test cho các bác nghe cùng với cả Sharwin Vega luôn. Để các bác chuyện theo bác. Sharwin Vega lô này em về nhiều đấy. Có AT15, có D9, có DX9, có VS150, có LS15. Đặc biệt lô này LS15 nhiều. Em có một đôi em xả. Giá cực kỳ tốt. Rẻ hơn cả xả kho luôn. Lô này giá siêu rẻ. Em mới làm clip đấy, anh em nào ấy thì lên xem sớm nhé. Một đôi duy nhất thôi. Đấy, EPS 150 này các bạn ạ.
Đây là DS9 này, bát 40 hết đấy. Và sơ qua như vậy nha, anh em có gì thì alo sớm cho em.